Trong buổi chiều ngày hôm nay là anh em chúng tôi đến đây xịn rồi, chợ xịn thủ rồi. 18 á, để mà tiến hành lắp đặt một cái máy lạnh Toshiba định vậy mà nó chống việc thì chạy qua làm luôn cho nó xong để chúng việc làm chuyện khác. Quý vị có cái xem ha. Thì cái máy lạnh cũ là hiệu Daikin nó chạy rất là ồn, và thứ hai vì tình trạng là đã bị thủng xì vàng rồi. Thì khu vực này khu vực nó gần ráp danh với cái đoạn ở trên đen cho nên dễ bị thủng xì ở cái dàn lạnh. Cho nên chúng tôi tiến hành lắp đặt và theo cái yêu cầu của anh khách có yêu cầu là sử dụng máy nội địa Nhật, bởi vì cái ống dầm dày và nó tốt. Vậy cho nên chúng tôi quyết định lắp con một ngựa ha, ga 410 của con nội địa Toshiba Nhật, công nhận lắp lên xong rồi cho nó chạy thử, nó êm cực kỳ êm và lạnh thì cũng rất là tốt luôn quý vị.